Công Phượng vào sân thay cho Văn Toàn. Họ là những người bạn thân. Và như chúng tôi đã bình luận thì chúng ta có thể chờ đợi những đột biến từ sự hai người này của ông Park Seo. Thêm một vài tình huống ở đầu hiệp 2, Văn Toàn vẫn chưa thể có được sự kết nối tốt với các đồng đội. Ông Park Hang-seo đã quyết định củng cố hàng công bằng việc đưa Công Phượng vào sân. Công Phượng là người đã gặp một chút vấn đề trước khi trận đấu gặp Indonesia bắt đầu, và đó là lý do khiến anh không thể vào sân. Bây giờ là lúc mà đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể chơi với một hàng tấn công có hai tiền đạo chơi song song cùng nhau. Có thể sẽ có những khó khăn nhất định với Công Phượng vì quãng thời gian vừa qua trên đất Bỉ vẫn là những thử thách có thể nói là không dễ để vượt qua. Nhưng trở về với màu áo đỏ trong một trận đấu có nhiều thuận lợi như thế này, chúng ta chờ đợi khoảnh khắc mà Công Phượng có thể tỏa sáng. Đoàn Văn Hậu chuyền vào để bóng. Đó rõ ràng là một tình huống có ý đồ. Bóng được đưa ra biên và khi nó được trả vào trung lộ, đó là một đường chuyền ở tầm vừa phải, phù hợp với một đá băng cắt của các trung phong. Một lần nữa người băng vào là Tiến Linh. Đáng tiếc là cú chạm lòng của Tiến Linh lại không đủ chắc chắn để có thể tận dụng được thời cơ. Đoàn Văn Hậu đã còn pha căng ngang đẳng cấp từ bên cánh trái. Pha bóng vừa rồi mới thực sự là sở trường của Tiến Linh. Khán giả trên sân đang dành tặng cao thủ những tràng pháo tay không ngớt. Abdurrahman, Ansamsi, phối hợp với Abdurrahman. Ansamsi là cầu thủ mới vào sân còn khỏe, anh quyết định chốc bóng tuy nhiên đã bị chặn lại. Công Phượng qua người tiếp tục đột phá, lại là qua người vẫn còn không được. Rất tiếc cho cú trả bóng cuối cùng của Công Phượng, trước đó là hai pha bứt phá có thể nói là xuất sắc. Công Phượng đột phá vào trong và Trọng Hoàng cắt từ cánh phải vào. Đó là một miếng rất bất ngờ của đội Việt Nam. Những vị trí còn lại là nhiệm vụ lôi kéo và Trọng Hoàng bất ngờ cắt vào từ bên phải. Chúng ta đã theo dõi một cách có thể nói là cực kỳ chăm chú những diễn biến đi cùng với Công Phượng kể từ khi cầu thủ này chuyển sang chơi ở giải vô địch Bỉ. Và khoảnh khắc vừa rồi là một trong những khoảnh khắc mà chúng ta có thể gợi lại được rất nhiều những gì hay nhất của Công Phượng. Đáng tiếc là cú chạm bóng cuối cùng lại là một lựa chọn có thể nói là hơi khó của Công Phượng. Với những gì đã diễn ra thì Công Phượng rõ ràng vẫn tập luyện chuyên cần, anh chỉ thiếu cảm giác bóng. Phải nói rằng cho đến lúc này thì thế trận của đội tuyển Việt Nam được củng cố rất nhiều, không chỉ bởi vì chúng ta có một hàng phòng ngự vốn rất chắc chắn, có sự ăn ý cao, mà còn có khả năng hoạt động có thể nói là hiệu quả của đội tiền vệ trung tâm Hùng Dũng và Tuấn Anh. Một ngày thi đấu mà Tuấn Anh đã khiến chúng ta thêm một lần nữa phải ngỡ ngàng về khả năng kiểm soát ở vùng giữa sân. Chúng ta cũng phải nói đến khả năng chỉ đạo của ông Van Marwijk trên phía UE. UE đã thiếu người và Việt Nam vẫn kiểm soát bóng nhiều hơn. Tuy nhiên họ cũng rất cố gắng không để lép vế. Trong làng bóng đá châu trước đây thì Van Marwijk nổi tiếng bởi khả năng đọc tình huống. Chúng ta xem lại pha bóng mà trọng tài đã phất cờ vị. Quế Ngọc Hải. Vẫn là Công Phượng. Đoàn Văn Hậu dâng lên ở trung lộ, đường chuyền hơi khó. Abdurrahman,
Đúng là anh chàng số 10 của UAE rất giống với David Luiz. Bật tốc độ. Công Phượng. Hùng Dũng đang ở phía trong. Rất hay, vẫn là Công Phượng. Đáng khen cho sự bình tĩnh của Công Phượng. Vẫn còn không bị vị. Cú sút. Quả đóng nhanh. Rất tiếc nếu như ở tình huống vừa rồi Công Phượng quyết định sút bóng. Vâng, chúng tôi nói nếu và tiếc cho anh thôi, chứ trong bóng đá thì không thể nói trước chuyện gì được. Đó là một cú đá có thể đúng tầm chân và đúng những gì mà Công Phượng vẫn thường thực hiện để ghi bàn. Anh sút sớm và chủ động. Đúng là những pha đi bóng như vừa rồi của Công Phượng không thể không khiến chúng ta nhớ lại pha độc diễn của anh để ghi bàn vào lưới U19 Australia. Lại là Công Phượng. Pha bật tường là của Đoàn Văn Hậu. Đúng là vẫn bị thiếu những cảm giác ở thời điểm quyết định anh Tùng ạ. Rất tiếc. Tuấn Anh. Lỗi trước đó của Đoàn Văn Hậu. Đường truyền là của Quang Hải. Đoàn Văn Hậu. Công Phượng. Không được. Những pha đổi hướng của Công Phượng ở đoạn cuối vẫn thiếu đi một cái gì đó thực sự là có đầy đủ cảm giác, thiếu được cái độ linh. Vấn đề chỉ là thực tế thi đấu mà thôi. Quế Ngọc Hải. Và cắt bóng của Quế Ngọc Hải. Thế trận phòng ngự của đội tuyển Việt Nam vẫn đang được đảm bảo. Khoảng trống dành cho Quang Hải. Đó là Đức Huy. Lỗi thiệt vị. Đức Huy vào sân thay cho Đỗ Hùng Dũng. Sự thay đổi người ở vị trí tiền vệ trung tâm. Phút thứ 89 của trận đấu. Công Phượng. Pha phước. Hoàng Đức đang ở giữa. Tỷ số được đưa lên 2-0. Công Phượng đã bình tĩnh cầm bóng để truyền cho đồng đội. Quang Hải là người dứt điểm. Bóng đi sát cột dọc. Sau khi Mourad bị thẻ đỏ thì Youssef Jabe được kéo vào trong đá trung vệ. Đức Huy. Đường truyền nhanh vừa rồi là của Nguyễn Quang Hải. Đây là trận đấu mà bên phía đội tuyển các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất họ không thể có sự có mặt của Marcus. Nhưng vấn đề của đội bóng áo trắng không phải là việc các chân sút không tận dụng thời cơ, mà vấn đề là họ không thể tạo ra được thời cơ. Còn bây giờ là Công Phượng. Vẫn còn. Cú sút cuối cùng thì quá nhẹ. Công Phượng đã rất cố gắng tung ra một cú đá. Tuy nhiên vẫn chưa phải là 2-0. Chỉ còn hơn 10 giây nữa thôi. Các học trò của ông Van Marwijk dường như cũng đã chấp nhận thất bại. Đoàn Văn Hậu. Thời gian của trận đấu đã hết.
Cách đây 12 năm Việt Nam thắng UAE tại Mỹ Đình là một bất ngờ, một cơn địa chấn. Nhưng ngày hôm nay nó không phải là địa chấn nữa. Chúng ta đã từng bước vươn lên, khẳng định được khả năng. Và bây giờ thì mỗi một trận đấu giữa thời Park Seo là một lần chúng ta có niềm vui, có được ngày hội